Xin chào mọi người nha. Đây là ngày thứ hai của cuộc hành trình săn cá chẽm một ít bằng cần ưu lời nha mọi người. Hôm nay thì mình có một cái điểm câu một người quen chỉ lại. Khi mình đến cái điểm á, mình bất ngờ luôn mọi người. Rất là đẹp. Đầm ở đây rất là đẹp. Mọi người thấy đầm, cái đầm ở phía sau mình á. Mình đi là lúc 6 giờ sáng nha. Mặt trời đang chiếu vào mắt. Đó, mặt trời vừa lên tí rồi mọi người. Đó. Đây. Cảnh vật ở đây thì rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đây thì trồng một số loại cây kiểng và cây ăn trái mọi người. Có trồng mai, trồng dừa. Quá đẹp. Giờ thì mình ra đầm và mình set up là chuẩn bị đánh thôi. Rất là hào hức. Tại vì chủ đầm nói ở đây cá cũng rất là to mọi người. Cá cũng rất to lắm. Giờ thì mình set up ra luôn nha. Sau một hồi ấy thì mình cũng đã set up xong rồi nha mọi người. Giờ thì sẽ chiến thôi. Mình đánh đó. Giờ trời đang chuyển mưa mọi người nên mình ghé tranh thủ mình đánh. Đó, bên đây thì trời đang nắng nè. Bên đây thì đang chuyển rồi. Đó. Do ảnh hưởng của bão mọi người. Mới hồi nãy thì trời còn rất là đẹp. Rồi bây giờ nè mọi người. Mây đang kéo lên rồi. Giờ là mình phải về thôi. Đánh được khoảng tầm nửa tiếng. Nửa tiếng là chưa được con gì cả. Bây giờ lại trời chuyển mưa này giúp mình sẽ ngưng lại cuộc hành trình này lại. Mình sẽ về và khi nào mình đợi cho trời hết mưa, thời tiết nó đẹp một tí mình sẽ đi câu nha mọi người. Đúng là cuộc hành trình này rất là gian nan, rất là thử thách luôn. Rồi bây giờ mình đi về thôi. Hôm nay thì phương tiện di chuyển cái đầm mình đi bằng chiếc xuồng nha mọi người. Chiếc xuồng nhỏ này.
Tại vì hôm trước là trời mưa đó, trên bờ đó là sình lầy rất là nhiều, nên mình chọn là chiếc xuồng để mình bơi ra đầm mình câu nha mọi người. Hôm nay thì trời thì cũng không đẹp mấy, nó cũng đang chuyển mưa mà nhưng nó chưa có mưa mọi người, cũng có gió rồi nè. Thì hôm nay thì mình gán tranh thủ để mình đi câu, coi thử xem sao. Rồi mình di chuyển tiếp mọi người, cảnh đây không có, mình di chuyển tiếp. Di chuyển nữa nha. Đậu đây đánh nữa mọi người ơi. Tính bơi đây chưa chừng nó tát, tát hụt. Phê quá. Nó sát trong mấy gọc đó mọi người. Giờ thì mình bơi xuồng mình đậu vô chỗ cái cây này. Và mình cặm xuồng ở đây để mình đánh cái khúc này nha mọi người. Mình nghĩ khúc này cũng khá là sâu, cá nó sẽ nằm ở đây. Mình đoán là nó nằm ở đây. Nên mình sẽ tập trung mình đánh ở điểm này nha mọi người. Tại vì nãy mình thấy có một số con nó rượt mồi á. Nó rượt cá, nó tát cá ở điểm này. Nên mình sẽ tập trung đánh vô điểm này. Chuyển thôi. Hy vọng là suy đoán của mình đúng. Hôm nay là gió nó cũng rất là nhiều mọi người. Gió cũng rất là nhiều. Đáng lẽ là mình không đánh con bóp đâu, mà tại mình muốn cái cảm giác mà cá đang ngoài nổi á. Nên lấy bóp ra dỗ thử chứ xem sao. Nãy tại vì nãy mình đánh là có một con cá chẽm nó táp mồi mình rồi. Mọi người thấy đó, nãy táp tiếng rất là lớn luôn. Nên giờ hôm nay thì tập trung mà đánh con bóp nha, đánh bằng ngoài nọ. Trời ơi. Dính đó mọi người ơi, hay quá. Wow. Ôi ôi, vô tới đây mới táp mọi người. Phê quá. Wow. Đẹp không mọi người? Cần ô lò. Wow. Quá tuyệt. Hôm nay thì mình cũng chạm được rồi mọi người ơi. Ôi, xảy rồi mọi người ơi. Quá. Tiếc quá. Ôi. Quá phê mọi người ơi. Nói chung là dính hay không mà yêu cầu mà nó táp như vậy là mình đã thành công rồi đó mọi người. Hồi ôi, cái rất là bự. Quá đẹp hay không? Đúng không mọi người? Một pha táp quá tuyệt. Gọi là một siêu phẩm luôn á.
mình á thì cảm giác bây giờ là rất là tuyệt rồi. Nói chung là săn cái hàng một ít bằng cần UL đó mọi người. Và đến mà ngon mồi nổi mà nó táp này thì quá tuyệt rồi. Cá nãy khá cũng khá to á mọi người. Con này thì chắc không được một ít mà nhưng nó cũng khoảng tầm là tầm 6-7 kg á. Mình thấy rất là bự luôn. Ồ, phê quá. Phê quá mọi người ơi. Đây. Tua dày hết luôn rồi. Tại vì nó ngậm hết luôn á, mình không nghĩ mà nó táp chứ gì. Mình đang đánh là trời rất là gió luôn á. Lưỡi thì không quát nha. Quá phê. Cảm giác giờ thì quá đã rồi. Giờ cảm giác của mình là hơi run rồi đó mọi người. Nó vừa trong tới trong đây nó táp một cái, nó sento 3 phát. Tầm 3 phát đó mọi người. Rất là đẹp luôn. Đối với mình như vậy là mình đã quá thành công rồi. Đã chạm được rồi. Do nãy là nó dính cái lưỡi chưa vô sâu không mọi người. Rồi nó sento nó vũ á nên nó văng con mồi ra. Cảm thấy hơi gung. Cá đó thì chưa có là ngọc một ít đâu. Cá đó thì chắc tầm khoảng từ 5 kg đến 7 kg. Khoảng đó, mình nghĩ là khoảng đó cá cũng khá là bự. Và nhưng rất là phê. Giờ thì mình chuyển tiếp thôi. Cá nãy thì cũng mình thấy cũng rất là to. Thôi mình rút kinh nghiệm cho lần sau nha. Lần sau thì mình sẽ chỉnh sibon hơi cứng lại một tí. Để cho mà khi mà nó ăn á mọi người, là nó chạy máy á, là nó nặng một tí để cho nó sốc lưỡi luôn. Do sibon mình nãy mình chỉnh á, nó nhẹ quá. Tại vì mình sợ đụng cá to nên mình cho nó chạy á mọi người. Nên chiếc này mình sẽ siết cái sibon lại. Siết sibon lại để mình đánh xem sao. Ồ, dính mọi người. Cá này cá nhỏ mọi người. Chém cũng nhỏ. Ồ, nhỏ mọi người. Con này chắc tầm nửa. Wow. Nhỏ quá. Ồ, cá nhỏ. Ồ. Đổ lên luôn. Con này nhỏ quá. Con này chắc tầm nửa ký mọi người. Cái con nhỏ này thì mình thả. Wow. Ơi. Cũng phê. Rồi. Rồi.
cá nhỏ mọi người. Con chọn này mà hai con rồi. Ô oh. Oh, cá nhỏ phê quá, phê quá mọi người ơi. Oh, nhỏ quá, cái không được to không, ở đây đủ xay hết trơn, bự có nhỏ có. Cỡ này, cỡ này thì mình cho em nó lên luôn đi. Gỡ ra, gỡ em nó ra đi. Wow, dính mé ngoài. Đây, dính mé ngoài mọi người. Sao, sao dính đủ mé hàng nhỏ không ta? Mini. Ôi dính cái này sao chạy được. Sắp cái này đã thua rồi, hết chạy rồi. Đây là con thứ hai, con chẫm lá thứ hai. Đây. Đây nha mọi người. Bye bye, thả mày nha, đi nha. Đi nha, bye bye. Tiếc quá. Đánh nguyên một buổi chiều thì cũng dính được hai con cá nhỏ và sảy cũng hai ba con đó mọi người, mà có con cá to nhất là lại sảy thì rất là tiếc luôn, bởi vì chinh phục mấy cái con hàng cá to rất là khó, nhất là dùng những đầu nhỏ mà bắt cá to á mọi người. Đây. Giờ cũng rất là mát luôn, bây giờ cũng tối rồi, chiều tối rồi thì mình xin kết thúc video luôn mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video của mình nha. Thì mọi người nhớ ủng hộ và theo dõi cuộc hành trình này của mình nha mọi người. Mình thì sẽ cố gắng quyết tâm lên cho bằng được cái con hàng 1X bằng cần nhỏ này. Giờ thì bye bye mọi người nha. Hẹn mọi người clip tiếp theo của mình nha. Bye.